Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Tin Mới. Tại đây, những tin tức thời sự trong nước và quốc tế sẽ được cập nhật liên tục trong 24 giờ hàng ngày, nhanh nhất, chính xác nhất. Kính mong nhận được sự ủng hộ và góp ý của quý vị và các bạn. Mở đầu chương trình là những tin chính. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 6 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, mưa xối xả liên tục tại nhiều nơi ở Trung Quốc đã gây lũ lụt, sạt lở đất, nhà sập. Gần 300 người đã thiệt mạng hoặc mất tích cho đến nay. Đã có báo cáo về thảm họa và tử vong ở Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Quảng Đông, nhưng Tứ Xuyên bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Theo trang web của Bộ Nội vụ Trung Quốc, kể từ ngày thứ Hai tuần trước, ở phía Tây lưu vực Tứ Xuyên đã xuất hiện những cơn mưa xối xả hiếm gặp. Tính đến 9 giờ sáng ngày thứ Ba vừa qua, 3,444 triệu người đã chịu ảnh hưởng, 68 người chết, 179 người mất tích và 28,6 nghìn người được di dời khẩn cấp và tái định cư. Theo thống kê của Cục Dân Chính tỉnh Tứ Xuyên, tính đến 9 giờ ngày thứ Ba, ngoài việc gây thương vong và mất tích, 13.000 ngôi nhà bị sập và 152.000 ngôi nhà bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 156.500 ha, trong đó 26.800 ha thiệt hại kinh tế 20,08 tỷ RMB. Theo một số báo cáo của phương tiện truyền thông Trung Quốc, tính đến 8 giờ ngày thứ Ba, 9 thành phố bao gồm Tây An và Diên An đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Dân số bị ảnh hưởng là 820.600 người và 109.100 người phải di dời khẩn cấp và 12 người chết và mất tích. Theo Cục Dân Chính Thiểm Tây, tính đến 8 giờ ngày thứ Ba, 25.235 ngôi nhà nông trại đã bị sập và hư hại nghiêm trọng. 48.300 ha hoa màu bị ảnh hưởng và 10.000 ha hoa màu bị mất trắng. Thảm họa đã gây thiệt hại trực tiếp 1,843 tỷ RMB ở Thiểm Tây. Ngoài ra, dù bão số 6 không đổ bộ vào Quảng Đông và đã suy yếu thành áp thấp, nhưng hoàn lưu bên ngoài đã quét qua Quảng Đông và kéo theo mưa lớn. Thành phố Quảng Châu trở thành thành phố biển dưới cơn mưa dông bất ngờ vào sáng ngày 6 tháng 9. Theo thống kê từ trụ sở phòng chống lũ lụt và cứu trợ hạn hán tỉnh Quảng Đông, mưa lớn liên tục đã ảnh hưởng đến 456.900 người tại các thành phố như Triều Châu và Mai Châu, với 4 người chết và 2 người mất tích. Bão số 6 đổ bộ Trung Quốc, 500.000 người ở miền đông Trung Quốc đã phải sơ tán sau vụ Sun Li Tai. Ngày 6 tháng 9, Bắc Kinh đưa tin rằng bão số 6 đã suy yếu sau khi tàn phá Đài Loan và khiến 2 người thiệt mạng, nhưng nó vẫn mang theo mưa lớn khi đổ bộ vào Trung Quốc. Bão số 6 đổ bộ vào bờ biển Phúc Kiến, Trung Quốc với tốc độ 120 km/h. Theo Cục Khí tượng Trung Quốc, bão Suli đã suy yếu và chuyển thành bão nhiệt đới, nhưng hơn 500.000 người vẫn được chuyển đến từ các tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang. Nhà chức trách huy động 5.500 binh sĩ để chuẩn bị đối phó với thảm họa do bão gây ra. Tân Hoa Xã của Trung Quốc cho biết 31.000 tàu dọc theo bờ biển phía đông của Trung Quốc đã vào các cảng khác nhau để trú ẩn. Tại cảng Hạ Môn, trận mưa lớn từ thứ Bảy đến Chủ nhật đã ghi nhận lượng mưa lên tới 24 cm. Mực nước của các con sông địa phương đã vượt quá mức cảnh báo và đập cảng Ninh Ba ở tỉnh Chiết Giang bị sóng cao 10 mét đánh vào. Theo báo chí Trung Quốc đưa tin, tâm bão số 6 nằm ở tỉnh Giang Tây vào lúc 8 giờ ngày thứ Hai. Hiện tại, sức gió của nó đã suy yếu hơn nữa nhưng đã gây mưa lớn cho miền đông Trung Quốc. Cục Khí tượng dự báo, từ 14 giờ ngày 6 tháng 9 đến 14 giờ ngày 7 tháng 9, ở Tây Phúc Kiến, phần lớn tỉnh Giang Tây, Đông Hồ Nam, Bắc Quảng Đông và ven biển phía Nam An Huy, Đông Nam Hồ Bắc có mưa to hoặc mưa rất to, mưa dông ở một số khu vực miền Trung và miền Nam và Tây Nam An Huy. Trước đó, bão số 6 tàn phá Đài Loan khiến 2 người thiệt mạng và 104 người bị thương. Thị trấn Bạch Lan ở phía bắc Đài Loan hứng chịu lượng mưa 90 cm trong 48 giờ. Tốc độ gió của cơn bão là số 6 đạt tới 220 km/h tại một thời điểm ở Đài Loan, khiến mái nhà bị tốc mái và cây cối bị bật gốc. Trước đó, bão số 5 là thảm họa bão tồi tệ nhất trong lịch sử Đài Loan, cướp đi sinh mạng của hơn 600 người, phần lớn thiệt mạng do sạt lở đất ở phía Nam. Thưa quý vị, gần đây nhiều nơi ở Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, gây ra thiên tai và lũ lụt nghiêm trọng. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, vào ngày thứ Bảy tuần trước, có 241 con sông ở Trung Quốc có lũ siêu cảnh báo, và 24 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị thiệt hại do lũ lụt khoảng 120 tỷ đài tệ. Theo các báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, lũ lụt ở thượng nguồn sông Gia Lăng, thượng nguồn và trung lưu sông Phúc Giang, thượng nguồn sông Đà Giang và thượng nguồn sông Dân Giang đã vượt quá kỷ lục lịch sử và lũ lụt vẫn đang chảy đến thượng nguồn sông Dương Tử.
lũ lụt đáng kể cũng xảy ra ở trung lưu của sông Hoàng Hà và sông Vệ Hà. Cơ quan quốc phòng cho biết, tình hình kiểm soát lũ lụt ở lưu vực sông Dương Tử và sông Hoàng Hà năm nay rất nghiêm trọng. Cục Thủy văn của Ủy ban sông Dương Tử đã công bố tình hình lũ lụt vào chiều ngày Chủ nhật, chỉ ra rằng trận lũ số 2 của sông Dương Tử năm nay đã hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử và hồ chứa Tam Hiệp sẽ cũng mở ra đỉnh lũ lớn nhất trong năm nay. Đài quan sát khí tượng Trung ương Trung Quốc dự đoán rằng sẽ có mưa lớn ở các vùng phía Bắc Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc vào ngày Chủ nhật và thứ Hai. Ở Nam Trung Quốc, đặc biệt là phía Tây lưu vực Tứ Xuyên, sẽ có mưa bão lớn. Theo thống kê của Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, vào ngày thứ Bảy, 241 con sông trên cả nước đã xảy ra lũ siêu cấp. 24 tỉnh, khu tự trị và thành phố bị lũ lụt, với hơn 10 triệu người bị ảnh hưởng. Trước đó, sông Phục Hy ở huyện Phúc Thuận, thành phố Tử Cống ở phía nam tỉnh Tứ Xuyên, nước đang dâng và thị trấn Đăng Tĩnh Quan Trường chìm trong biển nước bao la. Những trận mưa xối xả trong ngày qua đã gây ra thảm họa nghiêm trọng ở Tử Cống, Nghi Tân, Lô Châu và các thành phố khác ở miền Nam Tứ Xuyên. Người dân chịu thiệt hại nặng nề. Hôm Chủ nhật, thành phố Lô Châu phải hứng chịu đỉnh lũ nghiêm trọng 50 năm mới có một lần. Lúc 18 giờ, nhóm phóng viên Thông tấn xã Trung Quốc đã đến hiện trường trận mưa lũ lớn ở thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Đỉnh lũ cao nhất đạt 19,62m, cao hơn mực nước đảm bảo là 3,12m, nước đảm bảo là 16,5m. Nhà của một thành viên trong gia đình bị ngập lụt ở khu dân cư Đặng Kinh Quan, huyện Phủ Thuận và đồ đạc của họ đang được di chuyển. Vào ngày Chủ nhật, do ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục ở thượng nguồn, Phủ Thuận, Đăng Tĩnh Quan và những nơi khác ở Tứ Xuyên đã phải hứng chịu lũ lụt, khiến một số khu vực trũng thấp bị ngập lụt trên đường phố và một số ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng. Một số cơ sở kinh doanh ven sông chịu tổn thất nặng nề. Hiện tại, đỉnh lũ đã đi qua huyện Phủ Thuận thành công và lũ đang từ từ hạ xuống. Thưa quý vị, một trận động đất với cường độ 6,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Mận Tiên và huyện Dương Tiên, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Các thành phố xung quanh Lan Châu, Long Nam và Thiên Thủy cảm nhận rõ ràng trận động đất. Tâm chấn của trận động đất cách Lan Châu khoảng 180 km về phía nam với độ sâu chấn tiêu 20 km. Trận động đất đã khiến 73 người chết và 416 người bị thương nặng. Theo trang web của Cục Địa chấn Cam Túc, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra tại ngã ba huyện Mẫn và huyện Dương ở thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc vào sáng ngày 6 tháng 9. Tính đến 12 giờ 30 phút theo giờ địa phương, có tổng cộng 371 dư chấn đã xảy ra, trong đó dư chấn lớn nhất có cường độ 5,6 độ Richter. Trận động đất xảy ra trên đới đứt gãy Lâm Tân, Mẫn Tiên, khu vực xảy ra động đất nằm ở dãy núi Tây Tần Lĩnh, phía nam Cam Túc, có núi sâu, rãnh sâu, đường hẹp là khu vực dễ xảy ra các tai biến địa chất như sạt lở đất, dông chảy mảnh vụn, do có thể có mưa lớn ở một số nơi trong khu vực thảm họa ngày hôm nay. Và tâm chấn của trận động đất nằm ở vùng núi nên thời tiết có thể ảnh hưởng đến các hoạt động cứu trợ thiên tai. Tỉnh Cam Túc đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu đỏ vào đêm ngày 5 tháng 9, thậm chí có thể gây ra lở đất hoặc sạt lở đất. Trận động đất Cam Túc Định Tây giết chết ít nhất 95 người và ảnh hưởng đến hơn 1.001 người. Tính đến 14 giờ theo giờ Bắc Kinh ngày thứ Ba, trận động đất Định Tây ở Cam Túc đã khiến 95 người chết, 1.001 người bị thương và 1 người mất tích. Hiện tại, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để tìm kiếm những người sống sót từ những ngôi nhà bị sập. Viện Viễn Thám và Khoa học Trái đất, Viện Khoa học Trung Quốc đã đánh giá tình hình thảm họa và chỉ ra rằng trận động đất đã ảnh hưởng đến một khu vực rộng 16.000 km2 và ảnh hưởng đến dân số khoảng 900.000 người. Theo Viện Khoa học Trung Quốc, các khu vực bị động đất chủ yếu liên quan đến huyện Mân, huyện Dương, huyện Ly, huyện Đăng Sương, huyện Lâm Tân và các khu vực khác. Đồng thời, Trung tâm Chỉ huy Khẩn cấp Động đất tỉnh Cam Túc báo cáo rằng một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra tại ngã ba huyện Mân Tiên và huyện Dương Tiên thuộc thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc, khiến 95 người thiệt mạng. Sau khi cứu hộ khẩn cấp, các trạm cơ sở không hoạt động bị ảnh hưởng bởi trận động đất ở Định Tây, Cam Túc đã lần lượt được khẩn trương thông qua. Hiện tại, thông tin liên lạc di động trong khu vực thảm họa đã được khôi phục hoàn toàn và hơn một nửa số người dùng bị mất điện trong khu vực bị động đất ở Cam Túc đã được khôi phục. Ngoài ra, sau cả một đêm làm việc chăm chỉ, tất cả các con đường dẫn đến các ngôi làng trong khu vực bị động đất của huyện Mân Tiên đã được thông xe vào lúc 6 giờ ngày 6 tháng 9 và huyết mạch của khu vực thiên tai đã được đảm bảo.
Cơ quan quản lý động đất Trung Quốc cũng đưa ra phản ứng khẩn cấp động đất cấp độ 2. Theo các chuyên gia của Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc, trận động đất mạnh 6,6 độ Richter xảy ra tại Định Tây, tỉnh Cam Túc, nằm trên đới đứt gãy Litan Tan Trang thuộc vành đai địa chấn Bắc Nam và là hoạt động bình thường của đới đứt gãy này. Vành đai địa chấn Bắc Nam, nơi có đới đứt gãy đã bước vào thời kỳ hoạt động kể từ trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008 và trận động đất Ngọc Thụy và trận động đất Lộc Sơn sau đó, đã cho thấy hoạt động của nó không hề giảm đi và vẫn đang trong thời kỳ hoạt động. Dự kiến cường độ tâm chấn của trận động đất sẽ lên tới 8 độ và trận động đất sẽ gây ra thiệt hại lớn cho khu vực địa phương. Vì vậy, mặc dù trận động đất này chỉ mạnh 6,6 độ Richter nhưng đã gây ra thương vong nghiêm trọng. Thưa quý vị, Thiểm Tây, Trung Quốc mưa xối xả đang tàn phá tỉnh này. Tình hình mới nhất là trận mưa xối xả đã khiến 9 người thiệt mạng và ảnh hưởng đến 450.000 người ở Thiểm Tây. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mưa lớn xảy ra ở nhiều nơi ở Thiểm Tây từ 5 ngày qua. Mưa lớn chủ yếu tập trung ở phía Nam, phía Bắc Thiểm Tây, phía Tây Bắc Quan Trung, khu vực trung tâm và phía Tây của Nam Thiểm Tây. Trong số đó, quận Trường Ngô nhận được lượng mưa 141,0mm, ở quận Phu là 111,4mm, phá vỡ kỷ lục kể từ năm 1961, lượng mưa hàng ngày cực đoan trong cùng kỳ vào tháng này. Cục khí tượng tỉnh Thiểm Tây đã đưa ra phản ứng khẩn cấp 4 cấp đối với các thảm họa khí tượng lớn và mưa bão vào ngày 5 tháng 9 và nâng cấp lên phản ứng khẩn cấp 3 cấp vào ngày 6 tháng 9. Theo báo cáo, vào ngày 6 tháng 9, huyện Diên An của thành phố Diên An hứng chịu mưa lớn từ 90 đến 100mm, gây sạt lở đất khiến 4 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Mưa lớn đổ xuống huyện Phu, nhiều con đường bị sập và ngập úng xảy ra ở quận Lỵ. Và lúc 7 giờ sáng ngày 6 tháng 9, một vụ lở đất xảy ra ở làng Sipo, huyện Phu và một gia đình 4 người bị chôn vùi và thiệt mạng. Thống kê cho thấy, tính đến 7 giờ ngày 6 tháng 9, hai trận mưa lớn đã ảnh hưởng đến 387 thị trấn và thị trấn thuộc 10 thành phố ở Thiểm Tây. Dân số là 455.700 người, 31.300 người phải di rời khẩn cấp. 9 người thiệt mạng và 22 người bị thương do thảm họa. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!